chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay Minh Châu rất vui mừng được gặp lại tất cả quý vị. Và chúng ta sẽ cùng xem đầu bếp Thanh Vũ ngày hôm nay sẽ đem đến món ăn gì. Anh bật miếng ngay ra thôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, nhân dịp ngày rằm sắp tới thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món ăn chay có tên gọi là đậu hũ chiên sốt cà. Mà em thấy là hầu hết các món chay đều có đậu hũ ha anh? Đúng vậy em ạ. Thưa quý vị và các bạn, đậu hũ được mệnh danh là phô mai của châu Á vì trong đậu hũ thì rất giàu dinh dưỡng. Các món ăn được chế biến từ đậu hũ thì giúp cho cơ thể chúng ta được thanh mát và nhẹ nhàng, phù hợp trong những ngày hè nóng bức. Nguyên liệu cho món này gồm có đậu hũ chiên 2 miếng, đậu hũ trắng nửa miếng, nấm mèo ngâm mềm, bơ rô, nấm hương, cải chua, bún tàu ngâm mềm cắt ngắn, bột năng, dầu điều, kiệu chua băm, cà chua băm và một số gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto và nước tương Lisa. Trước tiên chúng ta sẽ cắt sợi nấm mèo. Đúng là anh Vũ cắt rất là nhuyễn. Ủa mình cắt nhỏ ra nữa hả? Đúng rồi, mình cắt ngắn lại. Kế tiếp, nấm hương chúng ta đã ngâm mềm và luộc chín, chúng ta cũng cắt nhỏ ra. Em có biết không, trong món ăn chay thì nấm được xem như là thịt vậy đó. Hành bơ rô chúng ta cũng cắt nhỏ như vậy. Cải chua chúng ta cũng cắt sợi nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ xào nhân ha. Như vậy thì nhân chúng ta mới thơm. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ xào nhân trước thì như vậy món ăn của chúng ta sẽ thơm hơn. Trước nhất anh sẽ cho hành bơ rô vào. Rất là thơm đó. Đó. Khi hành bơ rô đã dậy mùi thơm thì anh sẽ cho tiếp cải chua nè, nấm hương, nấm mèo, rồi sau khi rau đã thơm ha, chúng ta sẽ cho ra tô, chúng ta để cho nguội. Ủa tại sao mình phải để cho nguội? Mình có thể làm luôn như vậy một chút nữa khi mình chiên nó sẽ nhanh hơn. Không mà tại vì khi mình chọn nguyên nhân này thì cái yêu cầu lúc chọn là chúng ta phải nguội, nếu không thì chúng ta cho đậu hũ cho bột vào sẽ bột sẽ bị chín ngay ha. Rồi. Đây đậu hũ chiên, chúng ta cắt đôi như vậy và dùng muỗng chúng ta móc bỏ 1/2 ruột. Ủa mình bỏ luôn ha anh? Không, chúng ta bỏ vào để làm nhân. Về anh sẽ cho vào nhân này. Đó. Kế tiếp đậu hũ trắng này anh sẽ trụng qua nước sôi. Anh sẽ trụng đậu hũ vào nước sôi. Việc trụng đậu hũ qua nước sôi như vậy chúng ta loại bỏ đi những cái nước chua cũng như bụi bẩn bám bề ngoài của miếng đậu hũ. Ngoài ra còn làm cho miếng hũ chúng ta được chắc hơn. Chúng ta sẽ trụng nhanh qua như vậy thôi. Rồi anh sẽ cho vào tô. Mình tán nhuyễn ra. Đúng vậy, em giúp chúng anh tán nhuyễn phần này. Trong khi em tán nhân thì anh sẽ làm sốt. Nha. Trước tiên anh cho vào đây một ít dầu điều. Anh sẽ cho hành bơ rô, kiệu chua băm nhuyễn vào khi thơm lên. Sau khi hành bơ rô và kiệu chua băm nhuyễn đã thơm thì anh sẽ cho cà chua vào. Sau khi chúng ta xào cà chua cho ráo nước thì chúng ta sẽ cho vào thêm một chén nước lạnh và chúng ta tiếp tục nấu cho cà chua được chín nhừ. Bây giờ anh sẽ cho tiếp vào đây 2 muỗng canh bột năng. Ủa tại sao anh không cho nước hòa vào bột năng giống như bình thường mà lại cho bột năng khô vậy? Em hỏi cái này rất là hay. Vì trong hỗn hợp nhân này anh muốn làm cho nhân được chắc cho nên anh không có cho nước vào. Bây giờ anh sẽ cho tiếp bún tàu ngâm mềm và cắt ngắn vào. Và trước khi trộn đều thì anh cũng nêm vào đây 1 muỗng bột ngọt Ajinomoto, 1 chút tiêu, 1 muỗng muối và 2 muỗng đường và 1 ít nước tương Lisa. Anh sẽ trộn đều lên cho hỗn hợp được dẻo ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi nhân vào đậu hũ. Đó như vậy. Ta nhét đầy vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chiên những miếng đậu hũ này. Rồi cho vào đây 1 ít dầu. Bây giờ chảo đã nóng ha, anh sẽ cho miếng đậu hũ vào. Ta chiên cho vàng và để cái mùi thơm của đậu hũ nha. Ta sau khi chiên vàng hai mặt thì chúng ta dựng đứng lên như vậy để nhân không bị rớt ra ngoài. Đậu hũ đã chiên vàng cắt mặt như vậy và chúng ta sẽ tắt lửa và cho vào sốt cà chua. Bây giờ anh sẽ cho từng miếng đậu hũ vô như vậy. Bây giờ anh sẽ nêm gia vị ha. Trước tiên anh nêm vào đây 2 muỗng đường. 2 muỗng đường. Khoảng nửa muỗng muối. 1 muỗng Ajinomoto. Rồi, 1 muỗng Ajinomoto. Và chắc chắn 1 chút nước tương Lisa.
để thêm đậm đà. Rồi chúng ta rim khoảng 15 phút thì là sẽ thấm gia vị. Chúng ta sẽ bày để tự nhiên ra dĩa từng miếng như vậy. Rồi chúng ta sẽ rưới sốt cà chua lên trên. Và cuối cùng thì anh sẽ cho vài cọng ngò rí trên mặt cho có màu xanh ha. Bây giờ anh sẽ sắn một miếng và mời em thử nha. Cảm ơn anh Vũ. Bây giờ em mang em sẽ cảm nhận nhưng bên trong như thế nào nha. Vị chua ngọt nhẹ chứ không hề gắt nha anh. Nhân anh đã xào từ trước cho nên rất là thơm, và đặc biệt là các gia vị bên trong cũng rất là hài hòa với các nguyên liệu nữa. Đúng vậy, chúng ta có một chút vị béo của tàu hũ cũng như là chua mặn vừa phải của cải chua. Và quý vị khán giả thân mến, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc những ý kiến đóng góp cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì đừng ngại ngần gửi thư cho chúng tôi theo số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Bây giờ Minh Châu, đầu bếp Thanh Vũ chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.